Em Loan mến chào anh chị đã ghé kênh Cờ Tướng TV. Với niềm đam mê cháy bỏng, hôm nay em đã sưu tầm và gửi đến quý anh chị hai ván cờ tướng rất hay và hấp dẫn giữa tài khoản có tên là Ngô Phương Hằng khi lần lượt đối đầu Hồng Chí và Lữ Khâm. Anh chị mến yêu em Loan, vui lòng bỏ ra vài giây tặng em một like, một đăng ký kênh để em Loan kiếm cọng rau và sợi bún nha. Nào, mời quý anh chị thưởng thức ván cờ.
chơi đến đây, Hồng Chí không thể đỡ nổi, vì vậy, Hồng Chí đã buông cờ chịu thua. Em Loan mến mời anh chị cùng thưởng thức trận cờ tiếp theo nha.
chơi đến đây, Lữ Khâm không thể đỡ nổi, vì vậy Lữ Khâm đã buông cờ chịu thua. Video này của em Loan đến đây là hết rồi. Anh chị ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký giúp em Loan nha. Em Loan cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị mỗi ngày. I love you chụt chụt. Bye bye.